Còn ngày tu Bồ Đề nghĩ rằng người ta nghèo muốn chết rồi xin gì nữa. Cái người giàu mình phải xin để họ cho bớt rồi kiếp sau họ giàu nữa. Cho nên quý vị thấy không, Thánh Tăng cũng có những vị mỗi hạnh, mà ngay cả chư Phật cũng hai hạnh.